Phòng Quản lý Đô thị thành phố Biên Hòa vừa ban hành thông báo số 3211 về việc triển khai tiếp nhận thông tin xấu độc về thị trường bất động sản từ triển khai của Sở Thông tin và Truyền thông. Theo đó, các đơn vị sự nghiệp và Ủy ban Nhân dân 30 phường xã khi phát hiện thông tin không chính xác, thông tin xấu độc trên không gian mạng về ngành, lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi quản lý nói chung và thị trường bất động sản nói riêng phải gửi báo cáo phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông qua địa chỉ docs.google.com. Trong trường hợp cần trao đổi thì liên hệ trực tiếp với ông Nguyễn Minh Luân, chuyên viên phòng báo chí truyền thông qua số điện thoại 0976 050 754.